quy đổi mạng sống. Trứng ngon quá hả anh Trinh? Lisa, em đang yếu, ăn thêm của anh đi cho khỏe nhé. Hôm nay anh không đói. Thích quá, ngon ngon. Anh xem, hôm nay Lisa giỏi không? Em ăn hết tiêu rồi. Ừ, giỏi lắm Lisa. Nhưng em thấy trong người có mệt không? Không ạ, em ăn ngon miệng lắm. Cậu bé Trinh này còn nhỏ tuổi mà biết lo lắng và thương em gái quá chừng. Bữa ăn nào cũng nhường đồ cho em. Cha mẹ hai đứa nhỏ ở thế giới bên kia cũng được yên lòng. Thấy hai anh em thằng bé mà thương, mồ côi cha mẹ từ khi bé xíu, sống nương tựa vào nhau. Còn bé Lisa sức khỏe lại không tốt, yếu ớt xanh xao. Trại trẻ mồ côi của chúng ta thì kinh phí eo hẹp, chỉ lo được cho bọn trẻ những điều kiện tối thiểu. Sắp tới tôi đang cố xin kinh phí để cho bọn trẻ được đi kiểm tra tổng thể sức khỏe một lần. Cầm lấy đi Trinh, tối thế nào cũng đói. Dạo này trời lạnh hơn rồi, hai anh em ăn thêm bánh mì này cho ấm bụng nhé. Ôi, anh em cháu cảm ơn cô ạ. Anh Trinh, em chóng mặt quá. Lisa, Lisa ơi, tỉnh lại đi em. Lisa, các cô ơi, em cháu bị ngất rồi. Trời ơi, con bé bị làm sao thế này? Mới còn vừa ăn tối ngon lành lắm cơ mà. Mau gọi xe cấp cứu đi. Lisa, cứu lên. Lisa, cô ơi, các bác sĩ họ sẽ cứu được em cháu tỉnh lại chứ? Nhất định họ sẽ cứu được em cháu. Lúc này Trinh phải thật mạnh mẽ lên nhé. Ba mẹ ơi, ba mẹ ở trên trời cao, hãy phù hộ cho em Lisa. Đừng để thần chết cướp em ấy đi lên thiên đường cô đơn một mình. Em ấy phải ở bên con, để con chăm sóc em ấy. Ba mẹ của cháu Lisa đau quanh đâu ạ? Thưa bác sĩ, cháu Lisa là trẻ mồ côi, hiện đang sống ở trại trẻ của chúng tôi. Có gì xin bác sĩ trao đổi với tôi. Thưa bác sĩ, cháu là anh trai ruột của Lisa, em của cháu đã tỉnh lại chưa ạ? Theo chẩn đoán ban đầu của chúng tôi, cháu Lisa bị nhiễm khuẩn huyết. Trước hết muốn giữ tính mạng, cần phải được thay máu gấp. Trời ơi, nhiễm khuẩn máu ư? Còn bé mắc phải bệnh hiểm nghèo như vậy sao? Với hoàn cảnh của cháu, bệnh viện sẽ miễn phí chi phí phẫu thuật. Tuy nhiên, máu của Lisa thuộc nhóm máu hiếm ABRH. Bệnh viện không dự trữ được loại máu này. Cơ hội của nhóm máu trùng sẽ lớn hơn, như cháu có nhiều người thân. Lisa chỉ có người thân duy nhất là Trinh thôi. Hy vọng mong manh quá. Tất cả chúng tôi cũng sẽ đi thử máu và gọi thêm nhân viên ở trại trẻ đến. May ra còn có cơ hội. Lisa, anh nhất định sẽ cứu em. Rất may mắn, mẫu máu của anh trai phù hợp để truyền cho Lisa. Nhưng thằng bé này còn nhỏ quá. May quá, em cháu có thể sống sót rồi. Cháu có dũng khí chịu đau khi rút máu ra không? Cháu còn nhỏ quá, ta sợ là... Ta cần sự quyết định dũng cảm của cháu. Cháu sẽ đủ dũng khí chứ? Lúc này em rất cần cháu. Kìa Trinh, thằng bé bình thường thương Lisa như vậy kia mà. Có thể bây giờ nó cũng đang sợ hãi lắm đây. Nó chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Tội nghiệp, còn bé quá.
cháu chịu được. Bác sĩ hãy lấy máu của cháu để truyền cho Lisa. Cháu dũng cảm lắm cậu bé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ban nãy khi bác sĩ hỏi thằng bé có chịu được đau khi bị rút máu không, nó im lặng do dự mãi. Vậy mà khi lấy nhiều máu như vậy, thằng bé không rên lấy một tiếng, chỉ nhìn sang giường em gái thôi. Thằng bé phải thương em lắm, trông tội quá. Ngay bây giờ tôi sẽ tiến hành thủ thuật lọc máu và phẫu thuật cho cháu bé. Các cô tạm thời đưa cậu bé ra phòng ngoài nghỉ ngơi. Phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, cô bé chỉ một lát nữa sẽ tỉnh lại. Dạ, cháu còn sống được bao lâu nữa? Cháu nói sao cơ? Khi cháu truyền máu xong cho em, cháu sẽ phải chết mà. Nhưng liệu cháu có thể chờ đến lúc em ấy tỉnh lại không? Lisa ngốc lắm, còn rất nhiều điều cháu muốn dặn dò em ấy. Thì ra khi bác sĩ hỏi thằng bé có đủ dũng khí rút máu không, Chiên im lặng vì suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 6 tuổi, cho rằng cho máu thì nó sẽ chết. Rồi thằng bé đã đưa ra quyết định trả giá bằng cả mạng sống. Yên tâm, cháu sẽ không chết, cho máu sẽ không mất đi tính mạng đâu. Bác sĩ nói thật chứ, bác sĩ không lừa cháu chứ. Vậy cháu còn sống được bao lâu nữa? Cháu có thể sống đến 100 tuổi, cậu bé à. Cháu rất khỏe mạnh, Thượng Đế sẽ phù hộ cho những đứa trẻ ngoan ngoãn và giàu lòng thương yêu như cháu đó, Jin. Vậy thì bác sĩ đem một nửa máu của cháu cho em cháu nhé. Chúng cháu mỗi đứa sẽ sống 50 năm, đúng không ạ, thưa bác sĩ? Tuy cháu chưa được học hết các phép toán, nhưng cháu nghe người lớn nói 100 chia đều cho 2 sẽ bằng 50 ạ. Vui quá, cả cháu và Lisa sẽ được sống cùng nhau đến tận 50 năm. Chia đều mạng sống với người khác, dù là tình phụ tử, nghĩa vợ chồng trên thế gian, có mấy người cam tâm tình nguyện. Đây không phải sự đồng ý của một đứa trẻ vô tâm, mà là lời hứa của một con người vô tư, trong sáng nhất. Bí mật phiếu ghi nợ. Thật là bực bội mà. Lát thằng Philip về đi, tôi sẽ cho nó một trận, xem có còn dám chơi bời lêu lỏng nữa hay không. Biết đâu trên đường đi học về có chuyện gì thì sao? Anh cứ bình tĩnh đợi con về nhà cái đã. Otis à, đợi anh Philip đi học về rồi cả nhà chúng ta cùng ăn con nha. Mẹ biết là con đang rất đói, nhưng anh Philip đang trên đường về rồi đó con. Một xíu nữa thôi. Dạ vâng ạ, con biết rồi mẹ ạ. Gia đình chúng ta phải cùng ngồi ăn với nhau thì mới vui chứ mẹ nhỉ. Đúng rồi đó Otis, con của mẹ ngoan lắm. Bố mẹ, con về rồi ạ. Sao về muộn thế hả con? Dạ, con bị lỗi tàu điện nên phải đợi bắt 2 chuyến xe bus mới về được đây đấy mẹ. Lâu lắm rồi mới phải đi bộ nhiều thế này, con mỏi nhừ hết cả 2 chân rồi đây nè. Trời đất ơi, khổ thân con trai của tôi không. Con vào ăn đi đã, khéo mệt đó. Dạ. Mệt nhọc gì á, thì cũng phải đi rửa chân tay rồi mới được ngồi xuống bàn ăn. Nhà đang đợi cơm, nhưng cũng phải giữ đúng phép tắc chứ. Thôi, con không ăn nữa, con đi ngủ đây ạ. Thôi, con nó đang mệt mà, anh để cho con nó nghỉ sớm một hôm đi. Bình tĩnh lại, đừng có lúc nào cũng nạt nộ con như vậy. Vậy báo có phạt anh Philip như lúc nãy báo nói nữa không ạ? Cái thằng tộc mạch này, hết lần này đến lần khác, nó cứ làm cho bố nổi khùng lên với mình. Chắc là những lúc bố quát mắng hay cho mình ăn rồi là nó vui lắm đây mà. Sao mà bực thế không biết. Đã thế, mình sẽ không thèm chơi với nó nữa. Cho chừa cái tật hay chọc kỹ bánh xe nha. Có gì mà oan uổng chứ. Nếu mọi ngày nó không hay la cà về muộn, thì hôm nay anh đã chẳng nghi ngờ nó lại trốn học đi chơi. Còn con nữa Otis, nếu sau này con mà học theo gương xấu của anh con, bố cũng không thương con nữa đâu đấy. Đã nghe rõ chưa hả? Bây giờ con ngoan ngoãn, bố mẹ rất hài lòng. Cố gắng đừng để khi lớn lên lại nghịch ngợm, nhiều trò phá phách như anh trai của con. Vâng ạ. Otis đang cố ý làm cho bố ghét mình, để nó được phần chiều chuộng nhiều hơn ư. Chắc chắn lúc mình chưa về,
nó đã mách lẻo sau lưng mình rồi. Bằng không thì nó cũng phải thêm câu này nói câu kia để chuyện bé xé ra to, cho bố càng thêm cáo kỉnh. Mình phải về rồi đây, hôm nay bà ngoại mình đến chơi. Đã lâu lắm rồi bà mới tới, nên các cậu chịu khó chơi mà thiếu chân của mình nha. Cậu ấy về thì thiếu người, phải làm sao đây? Ở kia có em trai Philip kìa, để em ấy thay đi. Ờ hay, các cậu đã quên rằng sau vụ việc lần trước mình không thèm chơi với Otis rồi ư? Mình đã bảo là không cho nó chơi chung mà. Nếu vậy thì mình đi về đi. Dạ thôi, em chẳng chơi nữa đâu ạ. Anh Philip à, đợi em với. Càng lúc mình lại càng cảm thấy ghét thằng em trai của mình. 30 năm sau, Otis, em có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn gọi đến? Phải về quê ngay thôi anh. Bệnh của bố đã đến hồi nguy kịch. Em e là bố không qua khỏi đêm nay. Trời đang đổ tuyết lớn, có gấp gáp thì cũng chờ đến ngày mai chứ. Không được rồi, lỡ bố có mệnh hệ gì mình sẽ hối hận không kịp. Thằng Otis kiểu gì cũng về trước để nịnh nọt, kể lễ hoàn cảnh. Lỡ như bố cho nó nhiều của cải hơn thì sao đi? Không, mình không thể về nhà sau nó được. Bố ơi, con về rồi đây ạ. Ờ, anh Philip, anh đã về rồi sao? Thật tốt quá rồi, em còn lo anh bận việc chưa về được. Các con đã về cả rồi, bố không còn sống được bao lâu nữa. Này, bố có điều này cần nói với các con. Bố à, tranh thủ lúc còn tỉnh táo, bố nói nhanh đi bố. Gia tài bố để ở đâu vậy bố? Mẹ các con mất sớm, bố cả đời làm lụng chắc chiêu. Năm ấy đã dọn mua chung cư cho Philip hết. Đến hôm nay bố còn một thứ này. Là cái gì đây hả bố? Sao lại là giấy nợ chứ? Lúc đó con cần nhiều tiền quá, số tiền tiết kiệm chẳng được bao nhiêu. Bố định phải đi mượn bác Charles. Sau khi bố qua đời, nếu có thể các con hãy trả món nợ này thay bố. Đó chính là chữ tín của bố. Và người ta, bố mẹ ra đi, để lại gia sản kết xù, bố thì lại để lại đống nợ. Ừ trời ạ, sao số tôi lại khổ thế này không biết nữa. Ừ trời ơi, khi còn bé thì lúc nào bố cũng thiên vị thằng Otis, suốt ngày nạt nộ, mắng mỏ con. Cho đến khi trưởng thành, bố cho con được một chút tiền, chẳng thể mua được toàn bộ cái nhà. Thì về già rồi, bố lại để cho con đống nợ to đùng. Thật là quá thể mà. Bố à, bố đừng có để tâm, tính tình anh ấy vẫn vậy mà. Trước đây bố mua nhà cho anh mà không để lo cho con nữa, con có giận bố không? Con ở rể nhà vợ rất tốt ạ, con chưa bao giờ trách bố hết. Để con đút cháo cho bố nha. Bố xin lỗi vì không thể lo cho con được như người ta. Con sẽ trả món nợ này thay cho bố chứ. Dạ, nếu là việc bố giao, con chắc chắn sẽ hoàn thành. Trong khả năng của mình, bằng mọi cách, con sẽ trả cho họ ạ. Bố thật vui vì đã có người con hiếu thảo như con. Bố tỉnh lại đi ạ. Bố, mình đã rút hết tiền trong tài khoản, cũng chỉ có hơn 10.000 đô thôi anh à. Mới chỉ bằng 1/5 số tiền trong giấy nợ của bố anh. Phải làm sao bây giờ? Anh phải đi vay mượn bạn bè thêm thôi em à. Anh không thể thất hứa với bố được đâu. Otis, xin lỗi cậu, vợ mình vừa mới sinh em bé xong. Chúng mình cũng đang có rất nhiều khoản cần chi tiêu, e là không có dư để cho cậu mượn rồi. Ừ, mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nha. Thật sự tôi rất hiểu tình cảnh của cậu, nhưng quy định là quy định, công ty không thể ứng trước cho cậu đến nửa năm lương thưởng được. Em đến đây làm cái gì? Anh đã bảo anh không có tiền rồi cơ mà. Lúc còn sống, bố thương em nhất. Bây giờ em tự mà lo liệu đi. Anh trai à, em biết anh vẫn hiểu lầm em về nhiều chuyện lúc nhỏ. Nhưng thực sự, bố tuy nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn sợ anh khổ cực, vẫn hỗ trợ anh mua nhà, nên mới mang nợ nần. Anh cảm nhận được tình thương của bố mà, phải không anh?
Anh biết, nhưng bây giờ anh còn phải lo cho gia đình. Con cái đang dần lớn, cần rất nhiều tiền. Anh không muốn chúng phải chịu khổ vì thiếu thốn như chúng ta ngày xưa. Em hãy thông cảm cho anh đi. Vâng, vậy em sẽ trả trước cho họ một khoản, rồi tìm cách thêm vậy. Đây là địa chỉ chủ nợ của bố ư? Thưa Tổng Giám đốc Charles, tôi đã dẫn cậu Otis vào rồi đây. Dạ, cháu chào bác. Cháu là con trai thứ hai của bố Ryder. Cháu đến đây để trả thay món nợ khi bố cháu còn sống ạ. Vậy là bố cháu đã mất rồi ư? Dạ, vâng ạ. Để trả món nợ ghi trên tấm phiếu này là mong muốn cuối cùng của bố cháu. Nên cháu muốn hoàn thành tâm nguyện ấy càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cháu mới chỉ có hơn 10.000 đô thôi. Cái gì? Cháu nói cái gì chứ? Vậy là còn đến tận 40.000 đô nữa à? Nếu chưa đủ tiền, cháu còn đến đây làm cái gì? Vâng, cháu đến để xin phép được thỏa thuận cùng chú. Cháu sẽ trả dần cho chú theo từng tháng, có được không ạ? Cháu sẽ cố gắng tiết kiệm tiền, làm thêm giờ để có tiền trả xong nợ cho chú. Xin chú đừng giận, cháu sẽ ghi lại địa chỉ chỗ ở của cháu để chú yên tâm. Tính cách của cậu giống hệt Ryder. Năm đó, tại thao trường, bác thao tác súng sai lầm. Nếu không phải cha cháu đã cứu bác vào thời khắc then chốt, bác đã không còn sống đến hiện tại. Cha cháu cũng vì cứu bác nên mới bị tàn tật như vậy. Thì ra cháu vẫn luôn thắc mắc, người cẩn thận như bố sao lại để bị thương như vậy? Không ngờ sau đó cửa hàng của chú lại làm ăn thua lỗ. Đám côn đồ đập phá biển hiệu và mang đồ đạc đi xiết nợ. Bố cháu đã thay chú vay 50.000 đô để... Số tiền này hiện tại tôi chưa cần dùng đến. Anh cứ cầm lấy làm vốn kinh doanh đi. Nếu anh ngại thì coi như anh cho tôi góp cổ phần vào công ty. Sau này tôi sẽ nhờ các con tôi đến lấy. Vậy tôi sẽ viết cho anh một tấm phiếu ghi nợ. Sau này con anh phải đến đòi nợ tôi đấy nha. Vậy thì anh có thể viết đổi lại giúp tôi được không? Ý anh là... Ôi trời ơi, chuyện này mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi thật sự nể phục anh quá. Vậy là chú nợ bố cháu 50.000 đô sao ạ? Đi theo bác. Đây là tổng số tiền hiện có, tính theo giá trị cổ phần tại công ty của ông Ryder. Mời tổng giám đốc xem qua ạ. Cháu đọc kỹ xem có sai sót gì không nha. Cháu có nhìn nhầm không? 1.000.000 đô ạ. Nếu không cần đến số tiền lớn như vậy, nếu tin tưởng chú, cháu có thể tiếp tục đổi ra cổ phiếu của công ty. Cháu chưa từng nghĩ đến khi qua đời bố lại để lại cho cháu một khoản tiền lớn đến vậy. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Cháu hệt như bố cháu vậy, lương thiện và rất có trách nhiệm. Một khi đã nhận, dù khó khăn thế nào vẫn quyết hoàn thành. Nhìn thấy cháu sống tử tế thế này, bố cháu ở trên kia sẽ mừng lắm.